Mở rào. Anh chào ơi. Dạ, em có món quà tặng anh. Ôi, cảm ơn anh. Đứng luôn. Đứng là đẹp đôi quá, phải đứng lại. Kế đâu? Mọi người thấy hợp lý không? Đẹp trai đẹp gái không nhỉ? Dạ, cảm ơn anh. Gì vậy? Em có thể đọc được luôn không ạ? Dạ được. Đọc cho mọi người đọc nghe em luôn. Đứng đọc đi. Em à, chỉ còn 12 tiếng nữa là anh được gặp em rồi. Không biết em như thế nào nhỉ? Có hay ngủ nướng như anh không? Có hồi hộp như anh lúc này không? Dù chưa biết một chút gì về em cả, còn rất nhiều câu hỏi anh muốn biết về em nữa. Nếu có thể, mình sẽ cho nhau cơ hội em nhé. Chữ viết nhiều ra đây, ông Mai Quyền Linh và bà mối Cát Tường xinh đẹp biết hết đấy. Vì anh biết kiểu gì ông bà cũng mối cũng được. Cảm ơn anh. Có thể mở quà đi ạ. Đây là món quà tự tay em làm đấy ạ. Quà. Những bông hồng ạ. 9 bông hồng tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Về ghế ngồi và tâm sự đi hai bạn. Em rất yêu động vật đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Em không biết nấu ăn không sao, anh là người biết nấu ăn. Thì có gì anh sẽ nấu cho em ăn ạ. Chỉ cho em cách nấu. Anh thích chơi thể thao đúng không ạ? Ừ, mình rất thích chơi thể thao. Biểu diễn, em, biểu diễn. Em là người rất là lười chơi thể thao. Anh sẽ làm động lực để cho em chơi thể thao đúng không ạ? Chắc chắn rồi. Hôm nay em thấy anh có mang một trái banh, anh có thể biểu diễn cho em xem đúng không ạ? Được không á Nhan? Hơi run ạ. Giờ không có làm gì được đâu. Huyền cũng dữ lắm đó. Bỏ hết bạn gái luôn mới xoay được cái banh như đó đó. Mà công việc của em hiện tại thì có bận không? Công việc của em hiện tại thì cũng khá là bận với cả thời gian. Thì em thường dậy buổi tối. Một tuần mình hẹn nhau 6 ngày như anh Quyền Linh nói thì có được không? Anh có thể gặp buổi sáng được ạ. Vậy thì một tuần 3 ngày thôi em dạ, ạ. Đúng rồi anh, cuối tuần thôi anh ạ. Dọn nhà xuống đây luôn đi. Em quan điểm như thế nào về tình yêu? Hai người luôn luôn có thể chia sẻ với nhau mọi thứ. Em chỉ cần vậy thôi. Hết biết nói gì luôn rồi. Lâu lâu xét nó cũng đánh. Quan điểm tình yêu. Nếu như mình có cơ hội tới với nhau thì em muốn sinh con trai hay con gái trước? Em muốn sinh con trai trước ạ. Còn anh thì sao? Nếu mà sau này mà mình có tới được với nhau ấy, thì ai sẽ là người quản lý kinh tế ạ? Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Người phụ nữ sẽ quan xuyến những cái đấy tốt hơn người đàn ông. À, em cũng nghĩ thế ạ. Ai cũng nói vậy đấy em. Ủa, chắc bây giờ là anh ấy run quá thôi, anh không thể nói được gì đâu anh ạ. Run cái gì? Nói tiếp đi em, hỏi tiếp đi. Nếu đến bao giờ kết hôn, nếu kết hôn xong thì mình sẽ lập nghiệp và sinh sống ở đâu? Chúng ta tới được với nhau thì khi nào em có thể xác định là cái đám cưới á? Thì dự định của em là cuối năm nay. Kịp không? Dạ kịp ạ. Trời ơi. Xét đâu đánh dữ vậy? Dường Dương ở được không? Sao cho thuyết phục bạn gái coi. Trời ơi. Giờ anh về Bình Dương được không? Anh có nhà rồi. Có một cái công việc nào đó nó phù hợp với em ở trên Bình Dương thì em suy nghĩ sao? Em, nguyện vọng của em là vẫn muốn ở Sài Gòn để gần bác em. Nhưng mà thôi tùy duyên ạ. Nếu mà em và anh có thể đến được với nhau thì em có thể chuyển về Bình Dương. Nói được gì đâu, giờ chỉ có bấm thôi. Để tay nút bấm đi các bạn. Giây phút quan trọng đã tới. Bấm nút là đồng ý hẹn hò tìm hiểu để tiến tới hôn nhân các bạn nha. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Sao kêu nói thì không chịu nói gì, mà người ta chưa có kêu bấm thì đã bấm rồi. Bỏ thuốc không? Dạ bỏ á. Thấy chưa? Hai bạn đẹp đôi lắm á. Dạ cảm ơn anh. Đẹp trai đẹp gái nha. Anh nghĩ cuối năm được đấy. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lê Duy Thắng. Giữ lấy, đưa bạn gái vào đó xem phim để có không gian thật là lãng mạn nha. Xin phép gia đình. Cho xin phép đại gia đình bên nhà gái ạ. Trời ơi, ổng thưởng thức nha.
ổng nhắm mắt, ổng từ từ, lần đầu tiên tôi thấy một người mà tự giác ý thức hôn nhau, một cái nụ hôn đàng hoàng ý nghĩa. Đây là một cái kỷ niệm rất đẹp dành cho hai bạn.